Chào quý vị và bạn, tôi là bác sĩ Tùng, hiện đang công tác tại nha khoa Thùy Anh. Nha khoa Thùy Anh là một trong những cái nha khoa hiếm hoi hiện nay mà có chuyên khoa sâu điều trị đau đầu mặt. Chúng tôi tiếp nhận điều trị bệnh nhân hàng ngày và thêm hiểu rằng là mọi người chưa có những cái nguồn cung cấp thông tin chuyên sâu để tham khảo về bệnh lý thái dương hàm. Phần lớn những cái kiến thức các bạn search trên Google thì mang tính tổng quát, ít đi sâu vào các cái hướng dẫn tự kiểm soát bệnh. Vì vậy mà chúng tôi thực hiện cái chuỗi video này. Và trong cái bài trò chuyện hôm nay thì tôi sẽ đưa ra những cái gợi ý về việc nên làm, không nên làm, nhất là vấn đề về thói quen sinh hoạt, thói quen ăn uống khi mà bị bệnh lý thái dương hàm. Mà sau đây tôi sẽ nói tắt đó là TMD. Thì bệnh lý thái dương hàm sẽ có rất là nhiều những cái mức độ biểu hiện khác nhau. Nó có thể gây ra những cái loạn năng biến đổi về tư thế rồi tới cấu trúc. Đôi khi là triệu chứng chỉ đơn giản đó là bạn hơi bị nghẹo cổ, bạn cười bị lệch, rồi mí mắt bị giật không kiểm soát, rồi là ù tai khó ngủ, ăn uống thì có tiếng kêu, đau hoặc là hạn chế há miệng. Những cái biểu hiện cấu trúc nặng hơn như là tiêu lồi cầu, rồi là sơ hóa cứng cơ, rách dây chằng sau đĩa. Và nếu mà triệu chứng hiện tại không ảnh hưởng tới bộ máy nhai các bạn ăn uống bình thường, không đau, không mỏi, thì các bạn vẫn có thể thực hiện chế độ sinh hoạt như thường nhật. Tuy nhiên, một khi mà bộ máy nhai các bạn có tổn thương, thì chế độ cũng như là hình thành những cái thói quen mới, nó là rất là quan trọng. Đối với những người bị TMD, đầu tiên các bạn sẽ tuyệt đối là không nên ăn đồ dai cứng. Thói quen ăn đồ dai cứng của người Việt thì người Việt luôn chuộng những cái đồ dai cứng, phải kể đến ví dụ như ăn ổi này, ăn mía, kẹo lạc, mè sực, hay là những cái thực phẩm ví dụ chân gà, sườn, mực nướng, thịt bò bít tết vân vân. Nhiều người thì thậm chí là còn nghiện nhai cả đá lạnh nữa. Những cái thực phẩm dai cứng thì sẽ khiến cho bộ máy nhai các bạn hoạt động quá mức, rồi là áp lực lên khớp tăng cao nên gây ra những cái sang chấn. Một số cái thực phẩm khuyến cáo nên ăn bao gồm là với tinh bột ấy, thì các bạn có thể chọn ăn những cái loại ví dụ như là khoai này, cơm, cháo, mì, bánh mì. Tuy nhiên là các bạn không nên chọn bánh mì dai hay là những cái loại bánh mì có kích thước lớn hoặc là sandwich nhiều lớp. Với hoa quả thì có rất là nhiều sự lựa chọn. Ví dụ các bạn ăn chuối, ăn dưa, nho, cherry, cả kiwi. Với những cái loại mà quả có kích thước lớn, ví dụ như táo thì các bạn lại nên cắt từng miếng nhỏ. Không nên ăn ổi, này, ăn ngô hay là cà rốt sống hoặc là các loại quả cứng. Đối với rau thì các bạn cũng có rất là nhiều lựa chọn rất là tuyệt vời. Hầu như là các loại rau đều mang tính mềm. Tuy nhiên có một số loại vỏ của các cái củ cứng thì các bạn lại có thể phải gọt vỏ nó đi rồi chế biến thì sẽ tốt hơn cho cái tình trạng bệnh lý của mình. Bạn cũng hoàn toàn yên tâm khi mà dùng sữa chua, sữa tươi, ngũ cốc, phô mai. Tuy nhiên là cần thận trọng với cái lượng đường ở trong thực phẩm cũng như là những cái sự kiểm soát sâu răng thật là tốt. Thịt thì khi mà nấu nhừ thì cũng có thể ăn thoải mái, hãy luôn chú ý về tính mềm của thực phẩm là được. Tiếp đến là những cái thực phẩm có kích thước lớn, ví dụ như là bánh mì này, rồi quả táo mà mỗi khi mà ăn bắt buộc các bạn sẽ phải há thật là lớn thì cũng không khuyến cáo. Khi bạn cố há miệng thật lớn thì các bạn sẽ gây ra một cái sự mỏi hàm, rồi là sang chấn toàn bộ cái cấu trúc khớp thái dương hàm như là dây chằng rồi bao khớp đĩa đệm. Và cái lời khuyên là bạn vẫn có thể thưởng thức nhưng mà các bạn nên cắt những cái miếng nhỏ ra. Và bạn phải bỏ cái thói quen nhai kẹo cao su nữa. Nhiều người thì nghĩ rằng là nhai kẹo cao su sẽ giúp cho chúng ta tập hàm, thể dục nên là có cái tác dụng tốt trong cái việc điều trị TMD. Thực ra thì để mà vết thương nhanh lành thì nó cần một cái môi trường tĩnh lặng và nghỉ ngơi. Các bạn biết rằng là khi mà các bạn bị đau trong chân chẳng hạn đi thì bác sĩ sẽ khuyến cáo bệnh nhân là không nên di chuyển nhiều, thậm chí là mình phải bất động để chờ vết thương lành hẳn. Khi mà vết thương đang tiến triển, nếu mà các bạn càng vận động thì sẽ càng khiến cho nhiễm trùng lan tỏa. Tuy nhiên chúng ta cũng biết rằng là chúng ta không thể yêu cầu bệnh nhân là không cử động hàm. Bởi vì khớp thái dương hàm là một cái khớp hoạt động nhiều nhất trên cơ thể. Và cái việc bổ sung thức ăn cũng như nhu cầu về nói, về uống nước, nó là thiết yếu với tất cả mọi người. Vì vậy mà chúng ta sẽ chỉ nên sử dụng những cái vận động hàm vào việc có ích và tuyệt đối không dùng để nhai kẹo cao su, mở nắp chai bia hay là cắn chỉ. Nếu mà hàm nhai bắt buộc phải vận động, không thể bất động được thì hãy dùng nó nhẹ nhàng và có ích nhất. Về động tác nhai á, thì bạn sẽ cố gắng nhai cả hai bên. Thực ra thì rất là nhiều người là quen là chỉ nhai có một bên thôi. Và khi chuyển sang bên kia thì thấy rất là ngượng nghịu, khó khăn. Nếu mà chúng ta bị mất răng hàm một bên hay là có những cái tổn thương ví dụ như sâu răng ebus thì chúng ta cần đến nha sĩ để được điều trị dứt điểm và thuận lợi cho cái việc nhai thức ăn. Việc chỉ nhai một bên không những là khiến cái mặt của chúng ta bị lệch, bị cường cơ cắn mà còn dẫn tới là quá tải hệ thống cơ khớp bên làm việc và gây đau mỏi hệ thống nhai hoặc là nứt vỡ răng. Tại nha khoa Thùy Anh thì chúng tôi gặp rất là nhiều bệnh nhân bị đau ở vùng góc hàm, vùng thái dương và sau khi trồng lại răng bị mất bên đối diện thì lập tức hết đau và không cần phải thực hiện thêm những cái điều trị bổ sung. Một số cái tình huống cấp cứu khi mà không thể nhai được đều hai bên do quá đau một bên tạm thời thì bạn có thể thực hiện nhai ở cái bên mà bạn cảm thấy thoải mái nhất.
Tuy nhiên ngay sau khi mà chúng ta chữa xong đau thì phải tập luyện trở lại để có thể nhai tốt ở bên phải bên trái đồng đều nhau. Tập nhai nghe thì rất là đơn giản nhưng mà thực ra thì rất là khó do thói quen ăn sâu rất là nhiều năm rồi. Bạn hãy kiên trì, bí quyết đó là chúng ta hãy nhai chậm, kỹ với thức ăn mềm trước. Sau đó thì thói quen nhai đều nó sẽ trở thành vô thức và sẽ khắc phục được cái vấn đề. Bác sĩ khuyên các bạn cố gắng uống nhiều nước và tập vận động hàm theo chỉ dẫn. Việc uống nhiều nước rất là có lợi cho sức khỏe, đồng thời thì uống nhiều nước cũng khiến cho cái môi trường hoạt dịch ở trong khớp thái dương hàm luôn đầy đủ, giúp vận động hàm trơn tru. Các bạn lưu ý đó là bài tập vận động hàm ở đây khác với cái động tác nha cạnh cao su hay là đầu cứng. Vận động hàm thì cũng không phải là chúng ta nghiến chặt răng đâu. Tại nha khoa Thùy Anh thì chúng tôi thường xuyên khuyến cáo bệnh nhân là cách massage ở vùng đầu, vùng mặt, vùng thái dương, vùng khớp hoặc là thực hiện các bài tập ví dụ như isokinetic hay là bài tập khớp Zoda. Điều trị bệnh lý thái dương hàm thì cần kết hợp những cái nỗ lực của bác sĩ cũng như là sự quyết tâm tuân thủ từ phía bệnh nhân. Nếu mà bệnh nhân không nghe theo các lời khuyến cáo thì cái việc trị liệu và đáp ứng điều trị sẽ rất là lâu. Nội dung của bài tập vận động hàm thì chúng tôi đã phát hành video ở trên kênh Nha khoa Thùy Anh thì mời các bạn tìm nghe. Điều thứ 6 đó là các bạn cần tránh những cái thói quen xấu, ví dụ như là chúng ta siết chặt răng này ban ngày hay chúng ta cắn bút mút ngón tay tận đầy lưỡi vân vân. Thói quen siết chặt răng ban ngày thì cực kỳ là nguy hiểm. Bạn hãy luôn nhớ rằng là hàm răng của mình chúng ta phải luôn tách ra vào lúc ban ngày trừ khi ăn nhai. Và nếu mà khó khăn trong cái việc tách hai hàm thì bạn có thể phát âm mờ mờ thường xuyên. Khi đó thì tự động hàm sẽ tách rời. Thói quen xấu thì còn có thể xuất hiện vô thức, ví dụ như khi chúng ta xem TV hay là lướt web chẳng hạn, bạn cắn móng tay. Khi đi học mà gặp những cái tình huống khó khăn thì chúng ta lại cắn bút, hoặc là những cái hoạt động cận chức năng thì có thể, các bạn biết là hoạt động cận chức năng có thể gây căng thẳng đến khớp thái dương hàm khiến cho cái quá trình chữa bệnh tiến triển vô cùng chậm. Bạn hãy luôn nhớ rằng là răng là dùng để nhai thức ăn và nó không nên dùng cho bất cứ một cái hoạt động nào khác chỉ vì tiện lợi hoặc là vô thức và vô nghĩa. Điều thứ 7 đó là các bạn hãy cố gắng kiểm soát tư thế của mình. Thì tư thế ở đây thì bao gồm là tư thế khi nghỉ ngơi lẫn khi làm việc. Bạn biết rằng là các cái rối loạn tư thế thì có thể dẫn tới tiêm đi. Hãy luôn giữ tư thế lưng thẳng và đầu thẳng bất cứ khi nào có thể. Việc tập thể dục thì cũng rất là cần thiết. Các cái môn khuyến cáo ví dụ như các bạn chạy bộ hay là các bạn đi bộ. Và khi các bạn tập thể dục thì các bạn cố gắng ngẩng đầu lên một chút, hoặc là mình giữ đầu ở tư thế thẳng, tuyệt đối chúng ta là không cúi. Những cái bạn bị bệnh lý thái dương hàm tiêm đi nặng thì nên hạn chế sử dụng smartphone, bởi vì là mỗi lần mà chúng ta dùng điện thoại thì chúng ta sẽ phải cúi đầu và làm rối loạn tư thế đầu cũng như là đốt sống cổ, rồi kích thích siết chặt răng vô thức rất là có hại cho bộ máy nhai. Tư thế cúi đầu cũng rất là hay kèm theo cái tư thế siết chặt răng vô thức mà nhiều người không có để ý đến. Tại Nha khoa Thùy Anh thì thỉnh thoảng chúng tôi có sử dụng những cái khí cụ cố định vùng đầu, vùng cổ nhằm điều chỉnh những cái rối loạn tư thế mà bệnh nhân không thể tự kiểm soát được. Những cái nghề nghiệp đặc thù ví dụ như nghề may này hay là nghề nha sĩ chẳng hạn phải cúi đầu thường xuyên cũng nằm trong nhóm nguy cơ rất là cao bị bệnh lý thái dương hàm. Với nhóm ngành nghề liên quan đến máy tính thì các bạn cố gắng là chúng ta kê máy tính cao lên một chút để khi mà chúng ta nhìn thì sẽ có động tác nhìn thẳng chứ không phải là cúi cổ xuống làm việc trong một cái thời gian quá lâu. Nói về sinh hoạt làm việc, các bạn cũng cố gắng điều chỉnh cái trạng thái cảm xúc của mình, tập tư duy tích cực này, làm nhiều việc mà khiến cho cái trạng thái tinh thần là thanh thản nhất. Cái việc bị stress làm việc quá áp lực thì cũng khiến cho bệnh lý trở nên nặng nề hơn. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên quan giữa stress và bệnh lý thái dương hàm. Đương nhiên rồi, cái việc kiểm soát tâm lý trong cái thời đại mà chúng ta sống quá nhanh hoặc là thời đại deadline hiện nay thì nó rất là khó khăn. Những cái chuyến du lịch ở bên người thân này, hoặc là chúng ta theo đuổi vài cái sở thích, hoặc là giảm bớt một chút xíu gánh nặng cho bản thân thì sẽ là gợi ý tốt nhất cho các bạn. Ngoài ra thì phương Đông mình thì còn có những cái ví dụ như văn hóa thiền này, tập yoga hay là sống trong tỉnh thức thì rất là tốt cho việc cân bằng tâm lý. Và điều cuối cùng bạn cần làm là hãy tìm đến nha sĩ. Bệnh lý thái dương hàm là một cái bệnh rất là khó, bạn không nên cố gắng chịu đựng và hy vọng là nó sẽ tự khỏi. Có thể là những cái cơn đau cấp tính trước mắt hay là những cái lần chặt khớp thì nó có thể tự khỏi. Nhưng mà nếu mà mình không điều trị dứt điểm, không cân bằng lại cái hệ thống nhai, tìm cho ra nguyên nhân thì có thể sẽ có những cái tổn thương cấu trúc và sẽ tiến triển nặng nề hơn về sau. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Bệnh lý thái dương hàm là đa nguyên nhân, biểu hiện ở nhiều triệu chứng lên vùng đầu mặt cổ. Kết quả điều trị thì sẽ phụ thuộc rất lớn vào sự hợp tác của cả nha sĩ lẫn bệnh nhân.
Hy vọng là video về những cái việc cần làm, cần phải tránh trong chế độ ăn cũng như sinh hoạt hàng ngày của chúng tôi hôm nay sẽ giúp ích được cho các bạn. Hơn 70% bệnh lý của con người mắc phải là do thói quen xấu gây ra. Và điều chỉnh thói quen xấu không chỉ có ý nghĩa trong cái bệnh lý thái dương hàm mà còn rất tốt đối với cơ thể cũng như là rèn luyện ý chí. Các bạn cũng thể truy cập vào website nhakhoathay.com để xem thêm nhiều thông tin hữu ích do đội ngũ chuyên môn của chúng tôi biên tập và thẩm duyệt. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những cái chương trình Nha Khoa dành cho mọi người kỳ sau.